Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày một số nhận định của Đức Giám mục Cảnh Lộc Cương về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển, thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác, từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và các môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một gia đình khỉ nọ sống giữa một khu rừng rậm. Mùa đông đến, cả gia đình khỉ rét run vì lạnh. Một đêm nọ, nhìn từ xa thấy một con đom đóm đang bay lượn. Chúng tưởng là cục than hồng. Thế là nhà khỉ bắt lấy con đom đóm mang về, cẩn thận cho thêm củi và rơm vào, rồi ngồi quanh mà sưởi. Có con còn kề miệng sát vào con đom đóm để thổi và hy vọng lửa bốc cháy. Một con chim bay qua, tình cờ thấy cảnh tượng trên, bèn dừng lại và nói với bầy khỉ rằng: "Các bạn ơi, đây không phải là lửa, mà chỉ là một con đom đóm." Nhưng bầy khỉ không đếm xỉa gì đến nhận xét của con chim. Chúng lại cúi đầu vào con đom đóm mà thổi. Một lần nữa, con chim trở lại, bình tĩnh nói đó chỉ là một con đom đóm. Tức giận vì lời dạy khôn của con chim, bầy khỉ túm lấy nó và giết đi. Rồi chúng tiếp tục thổi hơi vào con đom đóm. Sáng hôm sau, người ta thấy cả gia đình khỉ chết cóng vì lạnh bên cạnh con đom đóm. Quý vị và các bạn thân mến,
con chim nhỏ trong câu chuyện trên, đã chỉ ra sự đúng đắn của sự việc cho gia đình khỉ, để chúng khỏi chìm trong ảo ảnh và được sống trong hạnh phúc. Nhưng chúng không thèm lắng nghe lời khuyên nhủ ấy, nên cả gia đình phải bị chết cóng. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy một bức tranh gần như thế. Khi đám đông dân chúng đang háo hức mải miết tìm kiếm Chúa Giêsu, người đã giúp họ nhận ra sự thật cuối cùng của việc tìm kiếm Chúa trên trần gian phải là gì? Hay đâu là mục đích quan trọng của việc tìm kiếm Chúa? Người nói, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Như thế, Chúa Giêsu khuyên họ, đừng đến với người vì những của ăn chóng qua hay hư nát, nhưng hãy luôn tìm kiếm của ăn trường tồn, đó là sự sống vĩnh cửu cho con người. Của ăn ấy chỉ có nơi Chúa Giêsu. Do đó, muốn được hạnh phúc đích thực của ăn trường tồn, thì đám đông dân chúng phải tin vào Chúa Giêsu, đấng mà Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, đôi khi chúng ta cũng giống như đám đông dân chúng năm xưa. Đọc kinh, cầu nguyện hay tham dự thánh lễ, chúng ta làm chỉ vì cho xong nhiệm vụ, hay vì muốn khoe khoang quần áo, chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa. Hoặc, chúng ta cố gắng làm ăn học hành, chỉ để kiếm được việc lương cao, được giàu có, và muốn mọi người kiêng nể, chứ không phải vì luôn muốn giúp đỡ người khác, với tinh thần khiêm hạ phục vụ của mình. Lời Chúa trong mùa phục sinh luôn mời gọi mỗi người hãy ý thức về đời sống vĩnh cửu. Người tín hữu mải mê làm lụng, học hành, nhưng không quên gắn bó với những giá trị nước trời như công lý, hòa bình, tình huynh đệ, lòng bác ái. Đó mới là cốt lõi của việc tìm kiếm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ra đi tìm kiếm Chúa, luôn biết hướng về Chúa và biết tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Roma. Mừng sinh nhật lần thứ 91 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tròn 90 tuổi. Hiện nay, Ngài đang ở tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội trong nội thành Vatican và vẫn tiếp tục tiếp khách và tiếp tục việc viết lách nghiên cứu. Ngày 12 tháng 4 vừa qua là ngày lễ dành riêng cho một số ít người thân tín gần gũi với Ngài. Như truyền thống, Đức ông Geo, bà huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng từ Baviera, Munich, Đức Quốc, đến ở tại Đan Viện vài ngày với Ngài. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại Mark, miền Bavaria, nước Đức. Ba ngày sau sinh nhật lần thứ 78, ngày 19 tháng 4 năm 2005, Ngài được chọn làm giáo hoàng thứ 265 của giáo hội. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã công bố quyết định từ nhiệm và chính thức hưu trí từ ngày 28 tháng 2 cùng năm và sống tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội trong nội thành Vatican. Tại Đan Viện, đời sống hàng ngày của Đức Nguyên Giáo Hoàng tiếp tục được ghi dấu bởi kinh nguyện và một số cuộc viếng thăm. Ngài được vị thư ký riêng của Ngài, hiện nay cũng là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, là Đức Tổng Giám mục Georg Genswein trợ giúp. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 luôn được rất nhiều người bày tỏ lòng kính mến. Nhiều người viết thư cho Ngài. Phần Ngài, bao nhiêu có thể, cũng trả lời các thư từ và tiếp đón các cuộc thăm viếng. Mới đây, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập bộ này, đã tặng cho Đức Nguyên Giáo Hoàng phiên bản mới của Oriente Cattolico, nghĩa là Công giáo Đông Phương, gồm 3 tập, thu thập tất cả những thông tin hữu ích về các giáo hội Đông Phương. Vài ngày trước đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng tiếp viện phụ Maximiliano Heim, người được giải Ratzinger năm 2011, cùng với các đan sĩ Sito của Đan Viện Thánh Giá ở Áo Quốc. Vào ngày 16 tháng 4 này, Đức Nguyên Giáo Hoàng mừng sinh nhật lần thứ 91 của mình với việc trình chiếu phim tài liệu tựa đề Benedicto thứ 16, Giờ của Sự Thật, tại phòng chiếu phim của Vatican tại dinh thự Thánh Carlo. Sau đó, phim này sẽ được chiếu cho đại chúng trên kênh TV 2000. Ngày hôm sau, 17 tháng 4, sẽ có một buổi tường thuật về các tác phẩm thần học của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Phân khoa thần học của Đại học Niccolo Copernico ở Torun, Ba Lan sẽ tổ chức một hội nghị về đề tài Tìm kiếm sự thật từ Niccolo Copernico đến Benedicto thứ 16. Chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhân ngày sinh nhật lần thứ 91 của Ngài, hôm nay 16 tháng 4. Tin Tổng giáo phận Huế. Linh mục đoàn giáo phận Huế kết thúc tuần tĩnh tâm năm tại La Vang. Như chúng tôi đã đưa tin, những ngày tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế từ mùng 9 đến 13 tháng 4 vừa qua đã chính thức khép lại với thánh lễ bế mạc, được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 4 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận, chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, cha Joan Bautista Escaren, nguyên bề trên Hội Thừa Sai Paris, quý cha hạt trưởng, quý cha tham dự tuần tĩnh tâm. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse chào mừng sự hiện diện của các đoàn hành hương, quý Đức cha, quý cha, cùng về linh địa La Vang để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn trong dịp tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ hôm nay cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi cộng đoàn tham dự cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn với cha Jacobe Lê Sĩ Hiền sau 12 năm quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ về những ý tưởng trong các mối quan hệ của con người. Mỗi người cần phải sống làm sao
để không phải chỉ riêng các mối quan hệ họ hàng huyết tộc với nhau, nhưng tất cả cần đối xử với nhau một cách chân tình, hài hòa, để có thể xem nhau như là người thân trong một gia đình. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Du Xe cũng mong ước tinh thần của người thân tại La Vang cũng được lan tỏa khắp nơi với mọi tầng lớp trong giáo hội và trong xã hội, để tình thương của Thiên Chúa luôn được tuôn tràn trên tất cả mọi người. Thánh lễ tiếp tục với phần phục vụ thánh thể trong tâm tình tạ ơn của cộng đoàn hiện diện. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Du Xe có đôi lời cảm ơn cha Giacobbe Lê Sĩ Hiền về thời gian đã đảm nhận công việc quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Kế đó, Đức Tổng Du Xe cũng đã chính thức giới thiệu cha Mikae Phạm Ngọc Hải làm tân quản nhiệm của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Trước đây, cha Mikae từng đảm trách các công việc trong giáo phận như trưởng ban phụng vụ, đặc trách chủng sinh nội ngoại trú của giáo phận. Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục đoàn giáo phận Huế đã khép lại với nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là về tình thân giữa các linh mục và về căn tính ơn gọi của các linh mục trong công việc mục vụ tại các giáo xứ. Tin Karachi, Pakistan. Một thượng nghị sĩ Kitô giáo và một thượng nghị sĩ Dalit được bầu trong tỉnh của Sindh. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua tại Thượng viện Pakistan, Anwar Landin, 62 tuổi, đã được bầu. Và một người khác cũng được bầu chọn, đó là Krishna Kohli, 39 tuổi, người Hindu, một phụ nữ đến từ một nhóm Dalit, nghĩa là những người bị loại bỏ. Sự hiện diện của hai thành viên của các nhóm thiểu số trong cuộc họp của Thượng viện Pakistan là một dấu hiệu đáng khích lệ cho các tôn giáo thiểu số. Thượng viện của Pakistan, tức là Thượng viện của Quốc hội, bao gồm 104 thượng nghị sĩ được bầu với nhiệm kỳ 6 năm, nhưng theo một hệ thống thể chế cụ thể, cứ 3 năm, cuộc bầu cử được tổ chức để đổi mới một nửa hội đồng, với cơ chế đại diện khu vực và một số ghế dành cho các tôn giáo thiểu số. Theo tường trình của hãng tin Fides, các giám mục công giáo ở Pakistan đã bày tỏ niềm vui mừng vì sự kiện này. Trong một cuộc họp của hơn 200 người ở Karachi, Đức Tổng Giám mục Joseph Kut nói rằng, đây là một khoảnh khắc hân hoan cho cộng đồng của chúng tôi ở Karachi. Chúng tôi khuyến khích Thượng nghị sĩ Kitô tiếp tục trung thành việc phục vụ của mình để cải tiến và phát triển chính phủ, đất nước và cộng đồng Kitô hữu. Anwar Landin, hơn 30 năm thuộc Đảng Nhân dân Pakistan, đã từng là chủ tịch Đảng Cánh Tả, chăm lo và đại diện cho các nhóm tôn giáo thiểu số, và 15 năm giữ nhiều chức vụ chính trị khác nhau. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong Đảng Nhân dân Pakistan từ khi còn là sinh viên. Đây là lần đầu tiên trong Đảng Nhân dân Pakistan chọn một tín đồ Kitô cho ghế thượng viện dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số ở tỉnh Sindh. Trong quá khứ, các chính trị gia của cộng đồng Hindu, nhóm tôn giáo chính yếu trong tỉnh, được chọn. Anwar Landin nói với hãng tin Fides rằng, tôi cam kết sẽ làm việc với lòng nhiệt thành và cống hiến cho đất nước tôi và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn Chúa vì sự chúc phúc này và tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo đảng đã cho tôi cơ hội này. Đức giám mục Samson Sukadin, dòng Francisco, người dẫn dắt giáo phận công giáo Hyderabad ở tỉnh Sindh, bình luận với hãng tin Fides rằng, tôi coi đây là bước quan trọng. Chúng ta cần phải đánh giá cao Đảng Nhân dân Pakistan vì đã có sự chọn lựa can đảm. Tôi hy vọng sự chọn lựa này của Đảng Nhân dân Pakistan sẽ khích lệ các Kitô hữu trẻ tích cực tham gia vào chính trị tại tỉnh Sindh. Cùng với Anwar Landin có Krishna Kohli, người phụ nữ Hindu đầu tiên được bầu làm thượng nghị sĩ, vẫn còn ở trong hàng ngũ Đảng Nhân dân Pakistan. Bà là một nhà hoạt động cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ. Và các hoạt động nổi bật của bà là tham gia các chiến dịch chống quấy rối tình dục.
Cuộc bầu cử hai thượng nghị sĩ thuộc các nhóm thiểu số gây bất ngờ ở Pakistan và nhiều nhà quan sát đã ca ngợi Đảng Nhân dân Pakistan vì hành động này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một số nhận định của Đức Giám mục Cảnh Lộc Cương về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cuộc phỏng vấn của phóng viên Gianni Valente của trang mạng Vatican Insider với Đức Cha Cận Lộc Cương, Giám mục Giáo phận Nam Dương, Trung Quốc, về bối cảnh của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trước câu hỏi, nếu Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc đạt được thỏa thuận, Đức Cha có cảm thấy rằng những nỗ lực và đau khổ ấy đang bị lờ đi, bị phản bội không? Thì Đức Cha Cận Lộc Cương cho biết như sau. Chúng tôi chỉ muốn bước theo Chúa Giê-xu, muốn hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với toàn thể giáo hội công giáo. Điều này có thể có cả nhọc nhằn và đau khổ. Đó là một phần cuộc sống của chúng ta theo phúc âm. Nếu chúng ta sống những đau khổ này cùng với Chúa Giê-xu, hiệp nhất với Người, thì cũng như dự phần vào những đau khổ của Người. Và Chúa Giê-xu không để cho những đau khổ của chúng ta rơi vào hư không. Người biết những đau khổ ấy, đón nhận và làm cho những đau khổ ấy trở nên quý giá. Thế nên, chúng tôi không cần bất kỳ sự nhìn nhận nào khác, không cần phần thưởng nào khác. Chúng tôi không muốn trách cứ ai vì chúng tôi thấy Chúa Giê-xu đã nhận lấy những đau khổ của chúng ta. Trước những thông tin đã có những tiến triển trong cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc, Đức Cha Cận Lộc Cương nhận định rằng nếu chính phủ hiện đang nói chuyện với Đức Giáo Hoàng, điều đó có nghĩa là họ nhìn nhận Đức Giáo Hoàng. Đây là một tin vui khiến chúng tôi vui mừng. Những đấu tranh và khó khăn của quá khứ không mất đi, chúng là một phần của cuộc sống chúng ta với Chúa Kitô. Nhưng lúc này, tôi không nghĩ về quá khứ, về những giai đoạn khó khăn ấy. Nếu chính phủ nói chuyện với Đức Giáo Hoàng, tức là họ nhìn nhận Đức Giáo Hoàng, và chúng tôi sẽ có thể bày tỏ sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Chia sẻ về sự kiện có những người lại đang gây áp lực để thuyết phục Đức Giáo Hoàng đừng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc. Họ cũng nói rằng một thỏa thuận với Trung Quốc là sự phản bội đối với nỗi đau khổ của Đức Cha. Thì Đức Cha Cận Lộc Cương bộc bạch như sau. Nhưng chúng tôi phải chịu đựng mọi khó khăn để không che giấu sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Và bây giờ, nếu có sự cảm thông giữa Đức Giáo Hoàng và chính phủ, thì sao chúng tôi lại không thể vui mừng về điều đó? Sao chúng tôi lại không theo Ngài? Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Và chúng tôi chắc chắn không nghĩ đến việc làm khác đi. Nếu Đức Giáo Hoàng đạt được thỏa thuận với chính phủ, chúng tôi sẽ theo Ngài, tiếp tục cùng với Ngài đi theo con đường chúng tôi phải đi, với những đau khổ nhọc nhằn. Vì theo Chúa Giê-xu là chấp nhận chịu đau khổ. Và cũng vì thế, mà bây giờ, chúng tôi vui mừng, bởi vì một số vấn đề sẽ được giải quyết và chúng tôi có thể đi xa hơn. Trả lời cho câu hỏi về tình hình giáo phận của Ngài,
Đức cha Cận Lộc Cương cho biết rằng, các linh mục của chúng tôi đoàn kết với nhau. Tôi muốn rằng các quyết định có sự tham khảo ý kiến của tất cả các linh mục. Tất cả chúng tôi làm việc vì sự hiệp nhất của giáo hội. Và tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đang hướng dẫn chúng tôi sống sự hiệp nhất ấy. Chúng tôi cũng đã cất một ngôi nhà cho người khuyết tật và hai nhà cho người già. Sau hết, chia sẻ về sự quan tâm và ý kiến của mình trước các cuộc đàm phán giữa chính phủ Trung Quốc và Tòa Thánh, Đức cha Cận Lộc Cương khẳng định, tất nhiên, tôi yêu cầu phải luôn thận trọng trong tiến trình này. Nhưng cuộc đối thoại được bắt đầu trong những năm gần đây đã mang lại một số điểm lợi cho chúng tôi. Chính phủ chỉ yêu cầu chúng tôi đăng ký. Các linh mục đều đã đăng ký. Và nếu Tòa Thánh bảo tôi rằng tôi có thể làm như vậy để giúp cho công việc mục vụ, thì chính tôi cũng sẽ đăng ký. Tôi tin rằng trong tất cả những điều này, trong các mối quan hệ với chính phủ và các nhà cầm quyền chính trị, chúng ta phải luôn tuân theo lời Chúa Giê-xu đã dạy. Hãy trả lại cho Cê-sa-r những gì thuộc về Cê-sa-r, và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của Đức Giám mục Cận Lộc Cương, Giám mục Giáo phận Nam Dương, Trung Quốc, về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện, từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Anton phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Suri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Các học giả ghi nhận rằng, kinh nguyện thánh thể bắt nguồn từ những lời nguyện tại bàn ăn của người Do Thái trong mỗi bữa ăn. Khi gần bắt đầu bữa ăn, người cha trong gia đình hoặc người chủ tọa cộng đoàn sẽ cầm lấy bánh và đọc một lời chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa. Ông nói, chúc tụng Ngài, lạy Chúa Thiên Chúa chúng con, là vua vũ trụ, đấng đã sản sinh ra bánh bởi trời. Sau đó, người ta bẻ bánh và trao cho những người tham dự, và mọi người bắt đầu ăn rất nhiều món ăn. Trong bữa ăn vượt qua, cũng sẽ có một bài đọc về Haggadah, kể lại câu chuyện vượt qua đầu tiên tại đất Ai Cập, và giải thích biến cố căn bản trong lịch sử Israel cho thế hệ hiện tại. Điều này đã hiện tại hóa các hành động cứu độ của Thiên Chúa trong quá khứ, và áp dụng câu chuyện vào đời sống của họ. Khi bữa ăn gần kết thúc, người chủ tọa đọc lời chúc tụng lần hai và dài hơn trên một chén rượu. Lời chúc tụng gồm ba phần. Thứ nhất, chúc tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng của người. Thứ hai, tạ ơn vì công trình cứu độ trong quá khứ, chẳng hạn việc ban giao ước, đất đai, lề luật. Và cuối cùng, cầu xin cho tương lai. Tức là công trình cứu độ của Thiên Chúa tiếp tục trong cuộc đời họ và đạt tột đỉnh trong việc gửi đấng Mê-si-a, người sẽ khôi phục vương triều David.
Các kinh nguyện thánh thể ban đầu dường như theo mẫu chung này, bao gồm việc đọc lời chúc tụng trên bánh và rượu, kể lại biến cố cứu độ căn bản là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và cấu trúc ba phần, gồm dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc, và lời khẩn cầu. Như sẽ thấy, các yếu tố Do Thái cổ xưa cũng được tìm thấy nơi kinh nguyện thánh thể trong thánh lễ ngày nay. Mục học hỏi phụng vụ sẽ lần lượt trình bày các phần sau đây của kinh nguyện thánh thể. 1. Lời tiền tụng. 2. Kinh Sanctus, Thánh Thánh Thánh. 3. Kinh Epiclesis, khẩn cầu Chúa Thánh Thần. 4. Những lời thiết lập, thánh hiến. 5. Mầu nhiệm đức tin. Và 6. Kinh Anamnesis, tưởng niệm, tiến dâng, lời chuyển cầu và vinh tụng ca. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lời tiền tụng. Kinh nguyện thánh thể mở đầu bằng lời đối thoại gồm ba phần, được đọc trong giáo hội ít nhất từ thế kỷ thứ ba. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lời đối thoại này ban đầu được thuật lại trong kinh nguyện thánh thể của Thánh Hippolyto. Bây giờ, 18 thế kỷ sau đó, chúng ta vẫn tiếp tục đọc cùng những lời này, những lời hiệp nhất chúng ta với các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai. Chúa ở cùng anh chị em. Lời đối thoại mở đầu chúng ta đã nghe ở phần trước. Lời này được dùng trong các nghi thức mở đầu và ngay trước bài đọc tin mừng. Như chúng ta đã tìm hiểu, trong Kinh Thánh, những lời chào như thế được sử dụng để ngỏ lời với những người mà Thiên Chúa mời gọi thi hành một sứ vụ quan trọng, nhưng làm cho họ sợ hãi. Họ cần Chúa ở cùng khi họ thực thi trách nhiệm. Ở đây, lặp lại lời chào khi chúng ta bước vào phần thánh thiêng nhất của thánh lễ, tức là kinh nguyện thánh thể, thì thật thích hợp. Cả linh mục và cộng đoàn cần Chúa ở cùng khi chuẩn bị bước vào mầu nhiệm hy tế thánh thiêng trong thánh lễ. Hãy nâng tâm hồn lên. Tiếp theo, linh mục đọc: Hãy nâng tâm hồn lên. Lời nguyện này gợi lại lời khích lệ tương tự trong sách Ai Ca chương 3 câu 41. Hãy giơ tay và hướng lòng lên Đức Chúa là đấng ngự trên trời. Nhưng nâng tâm hồn lên nghĩa là gì? Trong Thánh Kinh, tâm hồn là trung tâm ẩn kín của con người, từ đó tư tưởng, tình cảm và hành động xuất phát. Mọi ý hướng và cam kết bắt đầu từ lòng người. Vì thế, trong thánh lễ, khi nói, hãy nâng tâm hồn lên, linh mục chủ tế mời gọi chúng ta hết sức chú ý đến điều sắp diễn ra. Đây là lời mời gọi thức tỉnh, nhằm dẹp bỏ các mối quan tâm khác sang một bên, và tập trung tinh thần, ý chí, tình cảm, tức là tâm hồn, vào sự uy nghi cao cả đang diễn ra trong kinh nguyện thánh thể. Lời mời gọi này gợi lại những lời của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côlôse, chương 3 câu 1 và câu 2. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Như Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Côlôse, tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự. Chúng ta cũng được mời gọi hướng toàn bộ con người mình
tới những sự trên trời, vì đó là nơi Chúa Kitô ngự. Và đó cũng là nơi chúng ta sắp đi qua, tức là kinh nguyện thánh thể. Hết sức chú ý. Thánh Cipriano, vị giáo phụ vùng Bắc Phi, giải thích rằng lời nguyện này lôi kéo chúng ta ra khỏi những chia trí về những sự thế gian và dẫn chúng ta suy nghĩ về hành động đáng kinh đáng sợ đang xảy ra trong kinh nguyện thánh thể. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, khi đứng cầu nguyện, chúng ta phải chăm chú và tha thiết bằng cả tấm lòng hướng vào kinh nguyện của chúng ta. Hãy để cho những tư tưởng xác thịt và thế gian trôi đi, cũng không để cho linh hồn nghĩ đến bất cứ điều gì vào lúc này, ngoài đối tượng duy nhất là kinh nguyện. Vì thế, bằng cách đọc lời tiền tụng, linh mục chuẩn bị lòng trí anh chị em khi nói: Hãy nâng tâm hồn lên, để qua câu đáp của cộng đoàn, chúng con đang hướng về Chúa. Có lẽ Ngài cũng được nhắc nhở rằng, chính Ngài cũng không được nghĩ đến điều gì khác ngoài Thiên Chúa chúng ta. Một giáo phụ khác là Cyrilo thành Jerusalem cũng đã có quan điểm tương tự và cảnh báo các tín hữu cần nghiêm trang trong giây phút này. Thánh nhân giải thích: Nâng tâm hồn lên. Thật vậy, trong giờ phút cao cả này, phải hướng tâm hồn lên Chúa, không phải hướng xuống đất và các việc dưới đất. Linh mục chủ tế hết lòng khuyến khích chúng ta, trong giây phút này, hãy đặt sang một bên tất cả mọi mối quan tâm về cuộc sống này, tất cả những âu lo trong gia đình, và hướng tâm hồn tới Thiên Chúa trên trời, đấng quá yêu thương con người. Sẽ chẳng có gì giữa anh chị em là những người sẽ tuyên xưng trên môi miệng lời này: Chúng con đang hướng về Chúa, đồng thời lại để cho tư tưởng mình vẫn còn bận tâm với cuộc sống. Thánh Cyrilo tiếp tục cho biết rằng, việc chăm chú vào Chúa là điều chúng ta luôn phải làm. Nhưng điều này rất khó, bởi vì chúng ta đã sa ngã và yếu đuối. Nhưng nếu có giây phút nào đó hết sức tập trung và chú ý nhất vào Thiên Chúa, thì đó phải là lúc này, trong kinh nguyện thánh thể. Ngài nói như sau: Chắc chắn, trong mọi lúc, cần phải nghĩ đến Thiên Chúa. Nhưng nếu điều này không thể thực hiện vì sự yếu đuối của con người, thì trong giờ phút thánh thiêng này, tâm hồn chúng ta phải đặc biệt ở cùng người. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa.
Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus Bách Chu Niên số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại. Vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fideles Laici năm 1989 số 35 rằng giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến,
Chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của Tin Mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho tin mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng ngày nay, hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng tin mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Dạy con sống yêu thương, xin tình yêu của Ngài dạy con biết bao dung, xin tình yêu của Ngài dạy con lòng sốt mến, sống vui đời thánh hiến, lòng chính khiết trong ngần, xin tình yêu của Ngài dạy con sống đơn sơ, xin tình yêu của Ngài dạy con biết cho đi, xin tình yêu của Ngài dạy con lòng ước muốn hiến dâng làm lễ tế cho muôn người muôn ơi. Trong một phiên tòa ở Indonesia, vị thẩm phán hết sức cảm thương trước một bà cụ
bị buộc tội ăn cắp mấy củ sắn để lo cho người con trai bị bệnh và một đứa cháu nhỏ. Công tố viên buộc tội bà phải bồi thường 1 triệu rúp, nếu không sẽ phải ngồi tù 2 năm. Bà cụ chỉ biết im lặng, rơm rớm nước mắt. Sau khi nghe biết hoàn cảnh đáng thương của bà cụ, vị thẩm phán liền nói: "Tôi là người đại diện cho công lý, tôi tuyên phạt tất cả những người đang có mặt trong phiên tòa này. Mỗi người phải nộp 50.000 rúp. Sống trong một thành phố văn minh giàu có như thế này, mà chúng ta lại để cho bà phải ăn cắp để lo cho con cháu bị đói và bị bệnh." Nói xong, ông ngả chiếc mũ của mình ra, đưa cho cô thư ký và nói: "Cô hãy truyền chiếc mũ này đi khắp phòng. Số tiền thu được sẽ nộp phạt cho bà cụ." Cuối cùng, bà đã nhận được món tiền lớn là 3,5 triệu rúp. Bấy giờ, vị thẩm phán cầm chiếc búa gõ 1 tiếng kết thúc phiên tòa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đây là phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất. Vị thẩm phán đã không chỉ xử bằng pháp luật mà còn bằng cả con tim. Trong sự liên đới với cộng đồng nhân loại, mỗi người chúng ta có một phần trách nhiệm trong lỗi phạm của người khác. Có thể chúng ta đã vô cảm không nhận ra sự thiếu thốn của người xung quanh. Chúng ta đã sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi sự chia sẻ. Chúng ta đã ngụy biện cho rằng, tôi cũng nghèo nên chẳng có gì để chia sẻ. Trong tư cách là người phục vụ theo gương Thầy Giê-xu, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã hết lòng xác tín: "Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế. Phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận." Chia sẻ cho đi không làm chúng ta nghèo nàn thiếu thốn, nhưng giúp chúng ta nhận lãnh nhiều hơn gấp bội. Chính mẹ Teresa Calcutta cũng đã khẳng định, người nghèo cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã làm cho họ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống trao tặng cho ta nhiều hơn những gì ta đang có. Ta có trí tuệ sáng suốt trong một thân thể mạnh khỏe, có trái tim đong đầy tình mến và khát vọng chinh phục ước mơ. Ta có gia đình, cha mẹ, anh chị em và những người bạn thân thương. Tất cả những gì ta có đều là bước chuẩn bị khôn ngoan vô lượng đến từ Thiên Chúa để giúp ta đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Trong một kiệt tác Đường Thi, bậc thi nhân nọ đã tự nhủ với lòng mình: "Nếu bể dâu cuộc đời không làm ta nghiêng ngả, cả rừng xuân sẽ nở rộ trong đời." Cuộc sống có chút khó khăn thiếu thốn cũng là lúc để ta khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của bản thân mình. Cuộc sống không thiếu những dối gian bội phản, đó là dịp để ta nhận biết đâu là sự thật đáng trân quý. Lạy Chúa, Chúa đã đến trao cho con người tình yêu như một giá trị sống. Chúa đã dùng tình yêu để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu thương mà trao tặng cho nhau. Bởi lẽ, tình yêu cao quý hơn mọi thứ của cải vật chất trần gian. Khi hiến thân trên thập giá, Chúa Giê-xu đã trở nên dấu chứng tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho tình yêu ấy mãi nở rộ đóa hoa niềm vui cho nhân loại và thế giới hôm nay. Amen. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống tin yêu. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống thanh cao. Xin tình yêu của Ngài
dạy con lòng thắm thiết, cảm thông và dấu ai hằng khiêm tốn dịu hiền. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết hy sinh. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống trung trinh. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng dũng khí, đón nhận từng chén đắng khi tay Ngài gởi trao. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống tròn thương yêu. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống theo gương Ngài. Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống theo gương Ngài. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.